Mộc Hương Shop kính chào các bác nha. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bác ở clip này về cái vòng san hô đen. Lâu lắm rồi không làm cái thằng san hô đen này, hàng tôi mới làm xong. San hô đen có vòng trúc 12 ni này cho nam này. Trúc 12 ni cho nam san hô đen rất là đẹp. Tí tôi sẽ đi vào chi tiết, để tôi sẽ giới thiệu qua một lượt đã nhé. Các bác xem, đây là vòng san hô đen 14 ni hạt tròn, cũng dành cho nam luôn, nữ cũng đeo được, nhưng mà nữ thích to thì mới đeo được, còn không thì đeo 12 ni đổ xuống rồi. Nữ có người nào tầm 60 cân đổ lên ấy, thích đeo to thì mới đeo được 14 ni 15 hạt nhé. Đây là 12 ni 17 hạt này, san hô đen này, nam cũng đeo được mà nữ cũng đeo được. Nữ đeo 10 ni, 10 ni thì nó bé hơn 18 hạt. Đây này, san hô đen nó bóng như là rất cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết. Đây giới thiệu các bác luôn một cái vòng như này, mẫu mới san hô đen. Mẫu này là mẫu cũng kiểu dây đồng hồ nhưng mà cách điệu đi. Đây này, nó có một cái trúc, một cái đốt tròn dài đây, và một cái hình mặt vuông này. Mặt vuông thì được mài bốn cạnh này. Đây này, đây là vân của san hô này các bác này. Vân. Không nên nét được à? Nóng lắm, mấy hôm nay nóng lắm các bạn. Ngoài Bắc này thời tiết nóng, nóng bức, nó nóng không phải là như nóng ở trong miền Nam đâu, phải nóng khó chịu, hơi độ ẩm, hơi nước nó cao, nó nóng bức bối lắm. Chứ nó không như ở trong miền Nam, nóng, cái nóng của nó còn dễ chịu hơn ngoài Bắc mình. Thôi được rồi, phải vượt qua thời tiết. Làm clip này tôi phải tắt quạt đi, không là nó ồn. Mà bên kia lại đang lắp cái điều hòa nên là khoan khiếp, nó ồn. Và các bác phải cố gắng thông cảm nhá. Lâu lắm rồi không làm clip rồi cho các bác rồi. Hôm nay làm cái clip đây này, các bác nhìn vân chưa? Vân ở thằng san hô đen này. Đây là bên trên đây không có vân đâu. Cái thằng hàng VIP này nó đen bóng luôn, đen bóng loáng luôn. Hôm nay tôi sẽ quay cái clip cây nhá, cây san hô đen nhá, cho bác xem nhá. Nguyên một cây nó ở dưới biển nó sẽ như nào nhá, hình thù nó như nào. Các bác sẽ được xem. Đây là san hô đen này. Kiểu dây đồng hồ, các bác nào muốn đặt hàng như này có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi đặt hàng. San hô đen kiểu dây đồng hồ dành cho nam hoặc cho nữ, tôi sẽ làm cho các bác nhá. Nhớ là đặt hàng san hô đen kiểu dây đồng hồ dành cho nam hoặc dành cho nữ thì tôi sẽ tư vấn sau nhé. Cái này là dành cho nam này. Nó có 9 hạt trúc và 9 hạt già vuông và 9 hạt dài mix cùng với nhau. Đây nó được mài này, mài bốn cạnh này. Và dưới thì không mài, để nhẵn luôn, để thẳng phẳng luôn. Đó. Thì các bác liên hệ thích thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi. San hô đen tự nhiên nhá, hàng tự nhiên 100% nhá, kiểu dây đồng hồ. Rồi bây giờ tôi sẽ đến vòng đốt trúc này, đốt trúc 12 ni này. Đây các bác nhìn vân của nó này, vân này, nói chung là lõi của nó vẫn có vân nhưng mà nó ít vân, hàng VIP nó ít vân. Nó già rồi. 12 ni đốt trúc san hô đen này phù hợp với người mệnh mộc và mệnh thủy. Mệnh mộc là vì sao? Vì là mộc thủy sinh mộc, thì những người thì mệnh mộc ấy thì rất là cần thủy, vì là nó thủy mà lại là nước, là màu đen hoặc màu xanh ấy, thì là tốt cho người mệnh mộc hoặc mệnh thủy. Mệnh thủy đeo được, mệnh mộc đeo được. Mộc sinh hỏa,
thủy sinh mộc đó, thì hai người người mệnh mộc và người mệnh thủy là đeo được cái vòng san hô đen này. Đây là vòng 14 ly hạt tròn. Bên tôi sẽ giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán. Các bác đặt hàng vui lòng đừng để lại số điện thoại ở đây. Tôi nói thế thì có vẻ là không mang tính chất bán hàng, nhưng mà tôi sẽ không trả lời bất kỳ một comment nào ở trên này. Thi thoảng tôi mới trả lời thôi, vì tôi không có thời gian để mà trả lời những cái comment để lại số điện thoại đâu. Không phải là tôi kêu hay không, nhưng mà tôi báo anh em để cho anh em lưu ý là ở trên này có rất là nhiều người và số người ta vào chỗ tôi để người ta có thể là người ta lấy cái số điện thoại đấy của các bác để người ta gọi, người ta giả danh tôi. Thì các bác lưu ý đừng để số điện thoại và thông tin ở trên này nhé. Không thì các bác nhận được hàng xấu thì các bác tự chịu đấy. Còn gọi điện trực tiếp cho tôi để tôi có thể tư vấn cho các bác nhé. Rồi xin lỗi các bác, để tôi có điện thoại một chút nhé. Alo, vừa có người, có khách gọi điện báo tôi là nhận được hàng rồi, ok. Này, tôi gửi cho anh ấy hai hạt dự phòng, thì anh ấy bảo là gửi làm gì mà hai hạt dự phòng, anh ấy không muốn. Có nghĩa là anh ấy muốn để cho tôi bán, nhưng mà thôi thì gửi cho ông ấy, để ông ấy dự phòng, ông để vào một chỗ tủ cất đi, hoặc là lấy dây xỏ vào dây chuyền đeo. Hạt tròn mà, hạt tròn dự phòng lưu hoa huyết long mà. Thì ông bảo gửi làm gì để vứt đây nó uổng. Thôi anh, em gửi cho anh để anh dự phòng. Đấy, nhiều khách người ta còn không muốn lấy hàng của tôi, người ta chỉ muốn lấy đủ số hạt thôi. Thì bên tôi thường là tôi bán hàng rất là xông xênh, cứ thường tôi nếu mà tôi đóng hàng là tôi phải cho 1-2 hạt dự phòng cho người ta, hoặc là dây dự phòng thì lúc nào cũng có rồi, nhưng mà phải cho 2-3 hạt dự phòng. Thì thường là tôi đóng hàng thì tôi như thế, nhưng mà bây giờ nhân viên, có nhân viên đóng hàng thì người ta cứ làm chuẩn thôi, nên là thi thoảng thì tôi có ở mặt ở đấy thì tôi sẽ đóng hàng. Đây là 12 ly này, 12 ly hạt tròn san hô đen này. Các bác nào nhận được hàng bên tôi thì các bác biết ngay mà. Cầm vào cái vòng nó khác, nó chuẩn. Hàng bên tôi chỉ làm hàng chuẩn thôi, tôi không làm hàng chợ, hàng linh ta linh tinh. Các bác nhìn kênh của tôi cũng như là vào nick Facebook hoặc Zalo của tôi ấy, thì các bác biết mặt hàng bên tôi toàn là hàng nó phải đẹp và cao cấp một chút. Chứ còn tôi không bán những cái hàng chợ hay là hàng rẻ tiền. Những cái loại gỗ hoặc là gỗ rẻ như là gỗ hương hay gỗ mun hay gỗ cẩm hay gỗ chắc là tôi không làm. Những cái gỗ đấy thuộc nhóm 2A là tôi không làm, tôi chỉ làm nhóm 1A. Và những cái đồ nào nó quý giá, nó giá trị, hoặc là những cái đồ nào nó độc đáo, nó giá trị một chút thì tôi mới làm. Chứ còn là những cái đồ nó thông dụng, nó phổ thông, ai cũng có thì tôi không làm đâu nhá. Nên là các bác theo dõi kênh của tôi thì các bác biết là các bác nếu mà muốn ủng hộ một không shop, muốn sưu tầm một cái gì đấy về vòng tay hoặc những cái gì món đồ chơi độc đáo thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi để tôi tư vấn cho nhá. Bên tôi chỉ có chuyên san hô này, chuyên gỗ quý như là hoàng đàn, trầm hương, bách xanh, ngọc am. Đó thì các cái loại gỗ đấy. Còn tượng thì tôi có ngọc am, hoàng đàn, bách xanh, hương đỏ, cẩm. Rồi thì nói chung là về tượng ô tô, tượng bé đấy. Rồi tượng để bàn, tượng to cũng có nhé. Rồi xin chào bác. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mộc Hương Shop nha. Và các bác thích cái vòng mẫu như nào thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại. Đừng gọi điện, đừng để lại comment ở đây làm gì cả. Liên hệ trực tiếp để tôi có thể tư vấn trực tiếp cho các bác, cho nó nhanh nhá. Chào các bác nhá.